Bữa nay lễ cả nhà, quán Starbucks nào cũng đóng cửa hết trơn á, cho nên nó chỉ dồn lại một chỗ, đông nghẹt luôn. Giờ tụi mình mua cà phê, sau đó tụi mình đi lên ăn tân gia nhà của một anh chị ở gần đây cũng thường xuyên mua đồ của Bầu Trời Cà Ly, mà cũng làm neo luôn nha anh chị, mà cũng mới mua nhà, xây nhà mới luôn, rất là thích. Lên đó mình quay cho anh chị xem nha, tiếp tục theo dõi với kênh Bầu Trời Cà Ly nha. Bữa nay lễ đi chơi, cách ở đây 1.5 tiếng á anh chị. Nãy thấy này đường lễ nó vắng que không? Trời đã luôn. Không nhận đường ở Mỹ chạy đá thiệt đó cả nhà. Cứ chạy đúng tốc độ, chạy hoài mà thẳng băng. Đường xá lãng o, sướng. Ê, đây anh chủ nhà. Ồ, nhà ngon quá ha. Khu này mới hả anh? Đó, nhà mới mà. Dạ. Đây ơi, tôm càng nè. Chưa chút nữa là đầy đủ. Cá hú nè. Đó. Đã vậy, cá này cá hú của Việt Nam mình mà. Cá hú à. Cái này cá fit chứ. Cá fit hả? Cá fit với lại cái trắng này là kia cá gì. Cái đó cũng rượu luôn anh, mấy cái rượu nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Đó, yeah. Để em lát em xử luôn. Yes, qua đây. Trên này khu nó vô có cái tâm ấy. Có, mình có tâm. Không, cái tâm cây với ai được cái tâm đó ra. Tâm cây có. Ồ, nhà đẹp quá. Anh cũng đạo Thiên Chúa luôn đó nha anh chị. Nhà được bao nhiêu phòng anh? 4 phòng. 4 phòng trên lầu nữa phải không? Nó có trên lầu nữa phải không? Có nhà trệt. 4 phòng. Ờ, trệt không thôi, 4 phòng hả? À, để em tham quan cái coi. Đẹp không? Đó, New Year. Ờ, lộn. Christmas. Christmas and New Year. Còn ở đây là mai mốt là phải bỏ tiền ra làm nữa. Dạ, yeah, bỏ tiền ra làm nữa này ha. Nhà mới là vậy đó. Ở đây mà mua nhà mới á, tốn tiền lắm. Từ cái gì phải làm đó, cái gì phải mua đó. Còn mình mua nhà cũ á thì người ta đã làm sẵn hết rồi. Ha, cây cối này kia sẵn hết rồi, còn mà nhà mới là phải build hết ngay từ đầu. Nó nhiều khi á bàn ghế cả nhà biết không? Bàn ghế từ ngoài sân ra tới trong nhà đồ mới hết. Đó, cho nên tốn rất là nhiều tiền. Trời ơi, cái này là heo rừng của Bầu Trời Cà Ly đó nha anh chị. Nè, nè coi nè. Trời ơi, ngon quá vậy. Ướp gì ngon vậy? Đó thì ướp, làm ướp. Chao hả? Nấu, nấu. Không, gia vị. Ủa, thơm phức à, thơm phức à. Đó, gia vị xong rồi. Chỉ. Mình xẻ ra. Đó, thấy cái sườn không? Sườn nè, đó, đã không? Order heo rừng liên hệ Bầu Trời Cà Ly nha. Lúc nào ảnh cũng hả, có tiệc là ảnh cũng kêu Bầu Trời Cà Ly hết á. Với anh Bình cũng vậy. Chỉ đâu anh? Đâu chắc trong nhà. Dạ. Này thằng trai. Cái sân sau này anh tính làm gì? Đó, vẽ hết rồi đó. Đâu đâu đâu? Đó vẽ hết rồi đó thì làm cỏ rồi đổ nó lót gạch này nè. À, lót gạch này. Ở ngoài kia thì đổ đá, rồi trồng cây. À, người gốc này trồng cây hết đúng không? Tuyết mới tuyết chưa nó chưa mèo hết hả? Tuyết là gì? Cái gì trên này có tuyết hả? Trời ơi, lại coi cái nha. Nghe cái giật mình luôn, gì sa mạc mà có tuyết. À, tuyết thiệt nè. Anh nói Bầu Trời Cà Ly giật mình luôn, ủa cái gì có tuyết. Đúng là tuyết nha. Không biết luôn, không biết ở đây có tuyết luôn. Nè. Này giống như đá bào á anh chị. Xịt miếng siro vô một cái là làm gì đá bào. Coi nha. Oh man. Anh khoái món heo rừng của Bầu Trời Cà Ly lắm. Tươi lắm, đã lắm. Trời ơi, cái sườn nó kìa. Dết luôn, dết luôn, dết luôn. Cái da nó nè. À, tuyệt vời, okay. Ủa, anh làm mấy món anh? Hả? Làm món món nướng này thôi phải không? Ok, tại vì mình có lẩu này kia, dạ, dạ, dạ. Lưng la hết. Dạ. Rồi,
gà nướng cái này. Ồ, à đây. Em coi cái nồi cái. Ồ, cái lò này ngộ quá ta, mới thấy luôn á. Em phai hả? Nó có 2 tầng. Sao nó set up vậy mà lấy ra hơi khó hả? Trời ơi, gà đã không? Đó nè. Gà đi bộ. Đi bộ hả? Xong mình trở lại nha. Anh đó. Cắt cái chân nó ra. À, cắt cái chân. Cái chân mình không có ăn nhiều. Đúng rồi, cho cái kéo coi sao nó dẫn dẫn vậy. Đúng rồi. Nó bị dướng cái chân. Đó, đó bẻ vô rồi, nó lành. Cái này đâu. Cho nóng nha. Thơm phức à? Đó, trời ơi. Mò giả chiến nha. Cái này trước đi. À, anh em nghĩ anh ban cho đều hết luôn đi. Nó hơi dày. À, dạ. Heo rừng anh nướng phải canh nha. Thôi nó cháy hết. Mình bỏ vào đây. Cái gà nó được chậm này. Anh kêu anh nè, đã chưa, mực này là anh nói là mực câu luôn á, của bạn anh tặng rảnh á, mực câu mà anh tự làm ra con mực luôn, hay không? Tôi rồi rối luôn, mấy cái sườn nó cắt ra, người cầm một cây que hết sảy dạ. Em nghĩ đóng là đi cho nó hầm tự nó dày á. À trời ơi. Ok cả nhà, lần đầu tiên mình biết ông anh này là bạn của anh Johnny chủ nhà. Thì cho em hỏi anh tên gì? Cửi gì? Đừng có mắc cỡ, anh mắc cỡ, anh thấy lên anh mắc cỡ. Tên gì? Hả? Ngọc hả? Long hả? Mình nói nghiêm chỉnh đâu. Anh tên Long nha các anh chị. Và anh ở Mỹ lâu chưa? Cũng hơi hơi. Hơi hơi là, hơi hơi là bao lâu? Cũng vài chục. Trời ơi, vài chục hơi hơi hả? À, anh Long, à, rất vui bữa nay gặp anh. Và anh cũng lần đầu tiên cũng biết qua bầu trời Cali. Thì anh có muốn gì không? Muốn gì cứ nói đi. Thôi, bây giờ anh mắc cỡ, anh ngại lắm. Một lát nữa bầu trời Cali sẽ nói cho anh chị nghe là anh muốn gì. À, rồi giờ quay ảnh cười không. Ui chú trời, cái này. Lật đi. Nó giòn luôn á. Uh-huh. Wow. Đó, đậy nắp lại tiếp. Coi nè, nha. Coi nè. Còn gì nữa? Trời ơi. Chạy nước miếng. Ừ. Yeah. Vô. Anh biết chào này em làm bắt chước đây không? Bắt chước đây. Bỏ sữa. Sữa bò. Sữa bò. Nó đâu mà. Trời ơi, cái chín rồi. Trời ơi, coi nè. Trời ơi, coi nè. Quá trời quá đất. Đã không cả nhà? Cái này ăn tiệc nè, phải không? Rất là đơn giản luôn. Trời ơi, quá ngon. Đơn giản gì vậy? Mà cái này mới phần nửa của cái phần mà hôm qua của anh thôi, đúng không? Thấy chưa? Rất là ngon và rẻ nữa. Không mà rẻ thì cái mới rẻ. Dạ, nè. Ngon. Ngày hôm qua của anh là tới 18 phao mà. Yes, 18 phao, gần 18 phao. Còn cái rồi, còn cá nữa. Coi nè. Đây. Phụ bếp. Xin giới thiệu cả nhà, đây là anh Johnny là chủ nhà và đây là bà xã của anh Johnny. Yeah. Johnny Đặng ở Johnny Đặng luôn nha. Arizona chứ không phải là ở bên Texas. Texas đâu. Mà đúng là họ Đặng luôn nha, Johnny Đặng luôn. Họ Đặng luôn. Ờ, họ Đặng luôn. Johnny Đặng luôn. Em cũng họ Đặng nè. Đặng bà con không anh? Ở đâu ra vậy? Coi kìa, đã không? Mình nướng gì mới hấp dẫn á. Dạ. Yeah, bự quá thì có cái kéo cắt ra. Coi kìa. Chủ nhà ăn cái. Trời ơi. Chủ nhà ăn miếng đi. Quá đã luôn. Anh thấy đậy nắp lại nó chín bên trong thấy không? Đúng rồi. Ngon quá. Cái này đãi tiệc khách là ai cũng thích. Đó. Order nha, order của anh. Anh ăn miếng đi. Làm cái đi, anh chuẩn đi làm cái đi. Đây, order thịt heo gần của anh bầu trời Cali nha, cả nhà ơi. Vô. Quá đã hết quá. Này cái bắt da nè, ta cống rồi mấy chục ngày nữa. Dạ, này cống đầy cân lúng á. Nó dễ rồi đó, Vâng à. Dễ rồi mới chưa tới làm. Nhưng mà phải đến ăn mình để lên gì nha. Nó nóng quá anh. Nóng quá. Ai ăn là cứ cắt thôi, tới cắt. Ừ, tới ăn cắt thôi. Thì nào xin chút nữa quay xin xét đó rồi. Mốt chỉ làm cái gì đó. Cái khúc cái bao ngoài này luôn. Dạ em làm á, em làm. Nó có
có cái grill. Mua mấy cây ăn trái rồi trồng á. Tới mùa rồi này kia có trái rồi vui lắm. Lẹ đi các lẹ giờ chỉ đang đứng cầm cái bông. Dạ, úp cái cục cái này lại. Cái chín rồi đó. Cục này nè. Úp lại đậy nắp lại luôn đi, cho cái cục kia nè. Sợ cái da nó cháy. Trời ơi, coi kìa, vàng ươm luôn. Bây giờ Phước Lộc Thọ, ủa cái này anh mua bên Nam Cali, người ta ngâm sẵn cho anh luôn, vô nguyên luôn, có sừng tê giác nào mà. Có nghĩa là người ta làm sẵn quyền hũ, anh mua đem về thôi đúng không? Trời ơi, bổ thận tráng dương. Bổ thận này em hiểu tráng dương là gì anh? Tráng dương là dương hả? Hỏi trả lời nhiệt tình dễ sợ. Chơi em uống nè. Được. Cho em miếng. Ê, từ. Em cũng gõ gàng lắm. Đậm. Trời, cái này nó. Em nghĩ cái này phải pha thêm không? Không. Chơi trực tiếp luôn hả? Trực tiếp luôn. Trời, nó đen thui luôn nè. Thì đó 10 năm rồi. 10 năm rồi. Em nghĩ anh phải đổ thêm rượu trắng vô nữa. Chưa có đổ gì chứ. Tự nhiên nó quá đậm. Chưa có đổ gì không nguyên chất. Anh phải pha thêm. Cái này nó có sừng con tê giác trong này. Wow. Thì đó. Cái này á là uống một chút xíu nhấp môi thôi nha. Nhấp môi. Chứ cái này nó rất là đậm, đúng ra cái này phải pha với rượu nữa. Pha với rượu trắng á. Không, đúng không? Cái này mình chơi đúng là vậy nhưng mà mình chơi khúc thì thôi là nó bây... nhấp một chút xíu nha. Chút xíu đi. Cái đó nấu cho lòng rồi á. Trời ơi, tối nay đi về tìm hàng xóm mới mệt á. Cái phèo là cái gì? Nó ngọt ngay hả? Giống như bỏ mật ong vậy hả? Ngọt ngay hả? Trong ruột á, nó béo béo đó. Nó thơm lắm luôn. Không uống nữa. 10 năm rồi. Uống nhiều quá là xỉu nha. Ok, mấy anh em uống chung luôn nha. Từ giờ không sao, rồi vô. Nhưng mà độc thân á. Độc thân á, cẩn thận á. Uống hết thôi. Độc thân là cẩn thận. Tối đi vòng vòng kỳ lắm á. Đó, vô nó ngọt ngay à. Ê bảo đảm luôn là tối nay đi vòng. Không, nó ngọt ngay anh trai, ngọt lắm, ngon lắm, thơm lắm. Cái này nó chưa khi đi ngủ làm chút xíu thôi, ngủ ngon. Ngủ được không? Không được. Vậy là thuốc ngủ rồi. Nó đi vòng vòng. Ngủ rồi. Mình đi vòng vòng trước thì sao mình mới ngủ. Đó. Đi vòng vòng. Rồi. Bên anh, nhà. Anh cũng mỏng mỏng thôi nha không? Làm mỏng mỏng thôi chứ không dám làm gì. Đó. Tại vì em cũng uống 50 rồi nhưng mà chưa. Phải trên 50 mới uống được. À dạ. Đó. Ờ, trên 50 là, tất nhiên là qua năm là mấy 51 mới uống được. Ờ, dạ. Rồi 50 uống chưa được. Hàng chi bình rượu còn nguyên. Thì đã bởi vì còn nguyên. Muốn gì để đó. À, để 10 năm rồi. À, vô đi. Rồi, mời cả nhà. Trời ơi. Rồi, rồi. Đây, đây. Tháng sau sang năm của em đi, tháng. Làm đi. Những người trong cuộc. Những người trong cuộc mới hiểu. Những người trong cuộc mới hiểu. Những người trong cuộc mới hiểu. Em ngoài cuộc rồi. Nói đó kia là. Những người trong kẹt rồi. Mà nó thơm giả mang không? Thơm vất à, còn ngay à. Những người trong kẹt. Thơm giả mang luôn đó. Thơm. Quá đã luôn, cái này nguyên chất luôn á. Nguyên chất. Không có pha cái gì. Em 10 năm rồi em chưa có gì hết. Ôi trời ơi, nói thiệt với cả nhà, cái ly rượu đó ngon hơn cái chai này luôn á, thiệt luôn á, thiệt nha. Cái ly rượu đó 10 năm trời á, ngon hơn chai này. Ngon chai này đó, đừng giỡn nè. Mình chơi gì là máy vui rồi đúng không? Cái video này em sẽ post lên YouTube đó, có anh nữa. Hello anh nha. Đây là một ông anh và cũng là khán giả của Bầu Trời Cali cũng khá lâu. Bữa nay gặp được ảnh vui quá trời luôn. Mời Bầu Trời Cali nhậu hả? Muốn chết luôn. Đó. Hello anh chị. Hello, chào. Anh xem tên của em bao lâu rồi? Cũng 2 năm rồi. 2 năm rồi. Có lúc mà được thấy nó vô bệnh viện á. Từ lúc mà nhàn của em của Đạt vô bệnh viện vì cái dịch Covid tới bây giờ luôn là đã 2 năm trời mà anh theo dõi kênh Bầu Trời Cali tới nay. Bữa nay mới gặp nhau nè. Dạ, anh theo ở ngoài sao? Không,
Có ngồi đẹp hơn ở trong. À. Đưa ra đây, đưa ra. Rồi, cũng. Vô. Bây giờ ai muốn lên hả? Ai muốn lên? Cái này vui quá. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh. Anh gặp ai ngoài khác đúng không? Hả? Cũng khen Hà ở ngoài đẹp hơn ở trong thôi nè. Do cái thằng quay phim á, cái thằng quay phim á, nó quay xấu quá. Hai chồng nấu cơm rồi lau bàn có ăn tùm lum hết á. Dạ. Đó, chào khán giả. Dĩ nhiên cái ngày hôm nay điều mà mình cảm ơn nhất là cái sự điều kiện của Minh và Thúy tạo điều kiện cho anh em đến đây để mà có một buổi họp mặt như này. Đúng không? Nhờ có Minh và Thúy thì anh em mình mới có được hôm nay. Rất là vui, cảm ơn anh luôn. Ngồi bên nhau như vậy có được những bữa ăn rất là ngon và thôi giờ bây giờ anh nói tóm lại quan trọng cái khúc quan trọng đó. Anh nói giờ anh vòng vòng hoài không, cái này là quan trọng mà. Rồi xong câu đầu rồi đó, câu sau đi, vô vấn đề đi đó, vô đó vấn đề chính đi. Anh hiểu. Ok, vấn đề là gì thì cái điều mà hạnh phúc nữa là quen được hai bạn Tuấn và Hà. Cảm ơn anh. Đây là một cái duyên thì trong cuộc sống của mình cái gì nó cũng từ chữ duyên mà ra, thì mình có chữ duyên thành ra mình mới gặp được ngày hôm nay đó. Và điều thứ ba là dĩ nhiên là nếu mà không có Hoàng và không có Thiện nữa thì dĩ nhiên sáu anh em mình ngày hôm nay chỉ còn có bốn. Dạ đúng không, năm đúng không, thành ra có Hoàng với Thiện nữa thành ra mình mới có được là vô vấn đề đi gì mà vòng vòng quá. Giờ tóm lại cái câu chính là vậy, cái chính là tóm lại mùa Noel này năm 2003 này, 23 này, 22 thôi chưa tới 22 là một mùa Noel rất là ý nghĩa, rất là dễ thương, rất là tuyệt vời. Anh em mình có được cái thời gian và cái không gian trong một cái khung cảnh như vậy. Mà tóm lại gì? Chưa được lâu lắm. Hạnh phúc lâu lắm. Bài mở bài gì đó. Thăng bài. Chờ chút xíu. Mở bài, thăng bài. Đừng có nấu. Hạnh phúc. Đứng gọi. Vô. Hạnh phúc chỉ có được khi mình còn nhìn thấy, còn nghe, còn biết. Đúng rồi. Còn hiểu. Còn nhậu được. Và còn cảm nhận được. Xa lắm đó. Xa lắm đó. Đó là hạnh phúc. Được niềm hạnh phúc. Còn thở. Còn thở là còn gỡ anh. Còn thở gỡ. Mà mình gỡ không được mình gửi, hiểu không? Đó, vậy không? Đúng không? Anh biết đường gầy xe lửa không? Biết. Là ảnh là như vậy đó, đường gầy xe lửa. Nó nhiều khi nó qua mấy cái cua rồi á. Là coi như là cái cua nó nhiều lắm rồi. Đi qua tới ngã tư. Xong mới đi nữa. Xong mới tới ngã ba. Xong mới đi nữa. Tới ngã tư. Xong mới đi nữa. Rồi không biết lối đi đâu luôn. Trời ơi. Mà anh muốn nói là giờ cái kênh này. Anh muốn nói cái gì? Thật lòng quan tâm. Cái kênh này. Anh muốn nói đi. Những gì mà ấy thì nãy Hà đã quay rồi đó. Ủa có ai hiểu vậy? Có ai hiểu vậy? Giải thích cái coi. Dạ có ai hiểu vậy? Anh hiểu không? Anh hiểu không? Bây giờ là hai lời muốn nói nè. Dạ. Qua cái kênh của anh Bầu Trời Cơ Ly này á. Thì anh Long, anh cũng muốn tìm một cái người bạn đời. Rồi để sống với nhau trong cái đoạn đường cuối của ảnh. Trời ơi, thì tới được đoạn cuối. Thì đúng rồi. Thì bây giờ ảnh cũng 50 mấy rồi, gần 60 rồi. Thì mình nói vậy đi, đúng không? Cho nên là anh muốn tìm một cái người bạn. Khi công mà đi bây giờ lên như vậy mà nói sống chung một đầu, nói về đoạn đường cuối rồi ai dám. Thì nói chung là anh tìm một người bạn là về sống chung một nhà, về chung một nhà. Mà cái gì đoạn đường cuối rồi ai dám? Cái gì mà giờ lên để nhờ anh Bầu Trời Cơ Ly nè. Mà bây giờ đoạn đường cuối rồi ai dám ấy? Anh sẽ đưa em đi suốt đoạn đường. Đoạn đường của anh là đoạn đường cuối cùng thôi. Đoạn đường đúng không? Đó, cho nên là cái em nào á, em nào thì nói chung là muốn tìm hiểu qua anh Long này á thì cũng qua cái kênh Bầu Trời Cơ Ly để mà tìm hiểu ảnh, để mà biết thêm và tìm hiểu thêm thôi.
thời gian sẽ trả lời cho hai người. Rồi nó đi, từ nó đi. Chứ mà anh bà có bóng hoài người ta mới xưa. Ai biết được rồi. Cái gì mà cứ cười hoài làm sao? Cười hoài sao? Mình nói chuyện là mình phải nghiêm túc đàng hoàng. Đó. Trước ống kính, trước cộng đồng mạng, mình phải nói sao mình cười. Mình cười người ta tưởng mình nói giỡn. Bây giờ cái camera mà em bực bội rồi đó. Qua đây. Vì sao mà anh sâu cứ khó. Đây, này dễ nè. Này dễ rồi. Bây giờ anh muốn nhờ cái kênh của Trần Cali đúng không? Nhờ tìm một người độc thân mà vui tính nha. Bây giờ anh là tìm nam hay nữ? Không, không có nam nữ mà. Đừng có vỗ tay khoan từ từ. Không có nam nữ nhưng mà hát mình hát. Ừ vậy. Thôi cái gì cắt bỏ ra đây. Khó quá. Thôi khoan từ từ. Không không gấp không. Chừng nào. Bây giờ chờ có chờ được không? Có chờ được bao nhiêu ngày? Anh muốn gì? Anh muốn gì phải từ từ. Anh phải tìm cháu với gì. Nói chung là thế giới này nhiều người lắm. Nhìn kia kìa, nhìn camera. Nhìn kia đằng. Nói chung là lần đầu tiên bầu trời Cali với anh Long cùng tên với ông bạn của mình ở bên Cali á, mà anh rất là dễ thương, y chang anh Long bên Cali luôn, cười không ngỏ lời gì. Thật sự á là anh đang muốn tìm một ý chung nhân, một người phụ nữ ha. Phải xô rồi tìm đàn ông sao? Không biết ai đâu. Cái này nhưng mà em muốn nói nè. Dạ. Ông Mai này phải làm cho mát tay ok. Em rất là mát luôn. Dạ, phải cho mát tay. Em mát rồi. Mát lắm. Chứ trong ông có một cái ông Mai khác nhưng mà ông Mai nóng nóng. Làm thế nào cũng khó. Đúng rồi. Cho nên anh phải mát tay, phải không? Em giới thiệu cho anh Long á, 40 người mà ông chưa quen được người nào luôn. Mát dễ sợ luôn. Mát tay. Mệt, em mệt lắm rồi. Em quay phim mệt rồi. Nha. Bầu trời quay phim đó giờ mệt rồi. Bây giờ túm lại là vậy nè. Đó, ok. Giờ hai mình túm lại nè. Rồi, túm lại. Là anh lại. Anh Long á. Đúng rồi. Ảnh muốn tìm một cái người để bạn đời. Đúng rồi, đã. Đúng rồi. Và thông qua cái kênh YouTube Bầu Trời Cali. Đúng rồi. Nam hay nữ gì cũng được hết. Phải không? Vậy? Không. Anh nói là nữ thôi, anh mà ở Mỹ nha, nếu mà ở Việt Nam cũng được. Đấy giờ anh Long là cũng muốn tìm một người bạn để mà tâm sự. Các chị nào có nhỏ ý thì có thể liên hệ với kênh Bầu Trời Cali, comment vào phía bên dưới, số phone hoặc là có thể liên lạc qua cái Facebook của Bầu Trời Cali để mà mình có thể gửi đến những thông tin đó cho anh Long. Cái này là giống như là cho mọi người đều vui với nhau thôi nha. Thông qua cái kênh của mình, anh có nói gì không? Rồi thì bữa mà anh nói vậy rồi anh ta tưởng em sao ta tưởng em là nó hút em rồi. Nó không có ảnh mà nó hút em. Nó không có hút ảnh mà nó hút em rồi sao? Nha anh này nha. Anh đưa cái mặt anh vô coi. Anh này nha. Rồi. Cái này là hai anh em là nói anh bầu trời với em là nói cho anh Long này thôi chứ không phải em nha, không phải. Em có gia đình rồi. Yeah. À, em có gia đình rồi, đừng có hiểu lầm nha. Anh kia chứ không phải em. Mà giờ em ngồi với anh nói rồi là anh ta hiểu lầm tưởng em. Không phải em đâu. Biết rồi. Đây, anh này đây. Trời đất ơi. Hồi nãy là ngồi chỗ khác đi, rảnh quá ngồi cái bên. Rảnh thiệt. Lại đây, đúng rồi. Nãy giờ mình nói gì, nói hết trơn rồi, giờ hết không nói nữa, nè anh nói đi. Nè, anh Long nè. Hồi nãy hài. Rửa mắt cỡ nữa. Hồi nãy Hà quay là được rồi. Không, bây giờ anh nói vậy. Người ta muốn anh nói thì anh nói đi. Cảm ơn Tấn rất nhiều. Dạ. Thì có Tấn thì mới có cái cơ hội này. Dạ. Thì cái gì cũng vậy, cũng từ chữ duyên mà ra. Ừ. Nếu mà mình có duyên thì mình sẽ gặp nhau.
Và từ đó thì mình sẽ biết phải làm cái gì. Ủa vậy thôi hả? Trời ơi, thiệt chết luôn thiệt. Cái khúc nãy hai anh em mình bỏ đi nha. Khúc nào? Cái khúc nãy là hai anh em mình bỏ đi. Tại vì... bỏ luôn hả? Tại vì nhiều khi... hiểu lầm anh tưởng em là nó hút em liền. Bầu trời cái ly uống không yếu. Uống một lần mười mấy chai là bình thường. Lúc mình tới đây á, mấy anh này á, hiện queo nhìn cái mặt á. Mình đâu biết đâu. Thì mình mới nói ba bia rồi, ba đầu quỷ này, em uống lần mười mấy chai đúng không em quay phim đúng không? Đúng. Anh uống mỗi ngày đúng không? Mười mấy chai bình thường. Mà bây giờ là bây giờ là anh hết bình thường bên đây. Vô rồi. Bây giờ bây giờ không chờ cái đơn đi không ai không được chứng ngờ. Ngờ chứ ngờ. Vô thường chứ không. Bây giờ là vô thường rồi. Vô thường. Cái này gọi là nhột đó, hiểu không? Cảm ơn, bữa nay là cái ngày vui của anh Johnny. Là cái bữa rất là vui. Thứ nhất là Christmas, ngày Giáng sinh. Và thứ hai là ngày ảnh tân gia hả? No, đại anh bầu trời ly thôi. Tân gia gì? Ồ vậy hả? Yeah. Christmas, Giáng sinh thôi đúng không? À, Christmas anh bầu trời ly luôn. Anh khiêm tốn đó cả nhà. Nhưng mà cảm ơn anh rất là vui. Gặp chung. Rồi, bữa nay gặp chung rất là vui luôn. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi hẹn gặp lại tất cả mọi người, tất cả khán giả của Bầu Trời Cali vào những video kế tiếp. Thí dụ mà trong cái những tương lai sau mình sẽ đến đây mình chơi nữa. Có nhiều cái giống như là bắt Coffee hay là đi đâu. Rất là nhiều cái rất là thú vị đúng không anh Johnny? Rồi, rồi hẹn gặp lại nha. Spray khán giả của anh Bầu Trời Cali nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.